Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Tiếp tục clip giới thiệu bán máy cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 356 356 nha anh em. Có trên cái bàn nhỏ nhỏ phía trước nha. Đó, quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với mã thẻ cào nha thì mình sẽ ship hàng cho anh em. Máy thì mình có ship code toàn quốc ha. Tới nơi anh em kiểm tra máy thoải mái trước khi thanh toán tiền cho shipper nha. Và mình sẽ bao test cho anh em một tuần thoải mái. Anh em cứ kiểm tra máy ok thì lỗi phải gì cứ báo với mình nha. Cái lúc mà anh em nhận hàng á, tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy. Đó. Thì anh em nào mà tin tưởng chịu khoan thành á thì mình bao ship. Còn anh em nào mà cọc tiền thì anh em chịu phí ship nha, từ 35 tới 40 ngàn tùy theo khu vực nha anh em. Rồi, không dây dòng nữa nha, giới thiệu máy cho anh em luôn. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay là con J320 nha anh em. J320 ha, Samsung. Con này thì vỏ còn nguyên zin của nó này nên nó có trầy xước xấu nha, không được đẹp ha. Như clip mình quay nha. Kính thì đẹp nha, kính này không có xước rồi. Có cần lực mình lột quốc. J320 màn có đốm nha. Màn phản quang nó hơi đốm đốm. Đó. Còn chức năng thì ok hết ha. J320. Anh em. Con này màn hình 5 inch nha anh em, RAM 1GB, bộ nhớ 8 nha, pin 2006. Để anh em giá 690.000 thôi. 690k một con duy nhất nha, giá cực mềm. Tiếp theo cho anh em là một con A710. Nét màn hình hơi ha, cái giá keo lại. A710 nha. Màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 3, bộ nhớ 16, pin 3003. Đó, sườn thì như thế này. Sườn cũng có xước sát theo năm tháng sử dụng nha anh em. Kính có lông mèo gì nè. Đó, có lông mèo như thế này nha. Màn zin nha anh em. Màn con này zin nguyên. Đó, wifi cực mạnh ha. A7216, A710. Đó. Mấy nói chung tổng thể không còn được anh em. RAM 316 nha. Hôm nay để em giá 1.500.000 thôi, 1.500.000 nha. Kèm sạc giá ngược cho anh em luôn. Tiếp theo là một con xa Oppo A7 nắp sau còn rất là đẹp nha, màu xanh nhớt anh em. Sườn kính ok luôn. Đó, con này mua thì mình sẽ dán cái lực cho anh em nha, máy rất đẹp anh em. Màn hình 6.2 nha, RAM 4, bộ nhớ 64, pin con này là 4230 nha. Máy nói chung tổng thể cực đẹp. Đó, màn sáng đẹp cho anh em luôn nha. Này là Oppo A7 RAM 464. Nói chung cấu hình này xài là ok nè, tạm ổn nha. Con này để đem giá của nó là 2.600.000 nha, 2.600.000. Tiếp theo là con Samsung J737 bản hàng. Máy màu đen. Đẹp 98 tới 99 luôn. Nguyên zin nha. Kính đẹp nè, lưng đẹp, sườn đẹp. Con này thấy tạm ổn nha anh em này. Máy nguyên zin, xài rất là mượt nha anh em. J737 nó là Galaxy Y3. Máy cực đẹp. Con này RAM 332, màn hình 5.5 inch. Pin con này là 3.500 nha anh em. Đó. Để anh em giá của nó là 1.750 thôi. 1.750. Samsung A50. Nắp sau thay mới nha anh em. Đó. Sườn cực đẹp luôn. Con này RAM 4 của dưới 64 nha anh em. Rồi 464 ha. Màn hình 6.4. Pin con này là 4.000. Đó, máy thì kính cực đẹp luôn. A50. Máy rất là đẹp anh em. Đó, máy nguyên zin. Lưng kính với lại màn men zin hết thay mọi nắp sau. Nên nó rất là đẹp. Con này giá 2.900.000 nha anh em. 2.900.000 nha, kèm sạc dán kính nha anh em nha. Tiếp theo là một con Oppo F1S. F1S. Đó. Con này nắp sau xuất sắc nhẹ nhẹ nha. Đó, nhẹ thôi. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332, pin con này là 3075. Màn riêng. Kính thì 1-2 cộng lông chuột nhẹ nhẹ thôi.
Nói chung tổng thể nó đẹp nha. F1S RAM 332. Con này đến em giá 1490 nha, 1490 kèm sạc giá lực cho anh em nha, 1.490.000 thôi. Tiếp theo clip là một con iPhone 8 nha anh em, iPhone 8 máy ring nguyên 64GB nguyên ring nha, pin con này là 83, pin 83 máy đẹp. Đó, nguyên ring, kính lưng đẹp tầm 98 trở lên hồng dưới nha. Pin thì 83, full vân tay vân chân, máy quốc tế. Đây anh em. Đó. Full vân hết ha, máy nguyên zin. Tất cả chức năng hoạt động ổn định nha, 64GB. Vân tay là ok hết. Nói chung là máy quốc tế run zin. Cho anh em reset thoải mái ha. Mua về anh em tự đăng nhập tài khoản cloud nha, mình chưa đăng nhập nha. Giá 4.4 triệu nha anh em, 4.4 triệu ha. Tiếp theo cho anh em là con Realme 5, một con Realme 5. Đây. Màu tím anh em, mấy nguyên riêng, còn đẹp, lưng sau cũng rất là keng nha. Kính thì dán cả lực rồi, bao đẹp rồi. Màn hình 6.5 inch nha, RAM 3, 64, pin 5000. Con này xài rất là ok. Rất chuẩn nha nè. Mình sẽ giới thiệu điện thoại cho anh em xem. RAM 3, 64 nè. Đó, rất ok ha. Con này ra đi cho anh em 2.2 triệu nha. 2.2 triệu nha anh em. Realme 5, máy nói chung là cũng còn rất là đẹp. Tiếp theo clip là một con VinSmart Joy 1. Đó, nguyên zin. Vỏ nó xuất sắc như thế này nha. Nói chung là không có được kem. Có xuất sắc theo 5 tháng rồi. Con này không có thay vỏ gì hết ha. Có đê sao bán vậy. Được cái kính với giá cả lực thì rất là đẹp. Màn ring nha anh em. Màn ring ha. Đó. Màn sáng rất đẹp nha. Con này RAM 2 16 nha anh em. Joy 1 ha. Màn hình 5.45. RAM 2 16, pin 3000. Cái 1 này. Nói chung là xài cũng còn rất là ổn định anh em. Test sơ nó cái chức năng nhẹ nhẹ cho anh em coi. Joy 1 giá nó rất là có. Đó. Con này ra đi cho anh em giá 870.000 nha. 870k. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. 6S 32GB. Máy đẹp keng, 989. Con này phải 99 luôn, 98 nữa. 6S. Màu xám, quốc tế 32GB. Pin cao. Con này còn thấy pin nhiều. Pin 95 anh em, pin 95. 32GB nha, con này 32GB, máy đẹp keng sao bén luôn. 32, quốc tế. Full vân tay vân chân, bỏ sim là xài, cho anh em reset thoải mái. Về anh em tự đăng nhập tài khoản nha. Mình không có đăng nhập ha. Con này cực đẹp luôn. Để anh em giá 2550 nha. 2550. Kèm sạc dán kính nha. A600 bản hàng, màu xám. Xanh xám anh em. Đẹp tầm 97. Bán hàng một sim nha, màn hình 5.6 nha, RAM 332, pin 3000. Đó, kính đại giác lực rất đẹp nha anh em. Wi-Fi thì ok, chức năng nói chung là full. A6, chỉ việc bỏ sim mà xài nha anh em. Máy cũng rất là đẹp, không đến nỗi là quá xấu nha. 1750. Giá 1750. Tiếp theo là con Samsung A10. A10 nguyên zin, vỏ có xuất sắc như clip nha. Màn hình 6.2 nha anh em, RAM 232, pin 4000. Kính này, kính đẹp, lưng còn rất là ok. Chức năng hoạt động ok nha anh em, không lỗi nha. Không lỗi. A10, RAM 232, nói chung máy cũng còn hoạt động rất ok và đẹp. Con này ra đi cho anh em giá 1.7 triệu. 1.7 triệu kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo cho anh em là con G7 Pro nguyên zin. Anh em thích bản G7 Pro nguyên zin thì con này nha là một lựa chọn hợp lý nha.
kính giác lực dù vứt rồi, rất là đẹp, mình lột rồi còn nguyên luôn. Màn hình là 5.5 inch, RAM 332, biên 3.6. Đây, có gốc lưng QT kèm theo luôn. Đó, vỏ thì có nhem nhem như thế này, nhưng mà cũng còn rất là đẹp nha. Đó, nguyên zin. RAM 332, RI7 Pro, anh em nào thích máy zin mà RI7 Pro thì con này là lựa chọn tối ưu nha. Rất là đẹp. Giờ kiếm con zin như thế này cũng khó nè. Cũng khó nha, tại vì con này là con RI7 Pro nó ra cũng hơi lâu, nhưng mà xài cũng còn ổn định. Nói về Facebook, Zalo, Messenger thì thoải mái nha anh em, YouTube khỏi phải lăn tăn, anh em sưu tầm con này sẽ xài rất ok luôn, bảo đảm luôn. RI7 Pro màu đen nguyên riêng, để anh em giá 1750 nha, 1750 kèm sạc giá lực cho anh em trước khi gửi máy luôn. Tiếp theo là một em full box Samsung A02F full box nha. Máy này khách mua về mà gần như không xài, nó thực sự anh em luôn, gần như không xài nha, còn nguyên riêng luôn. Đó, cáp. Còn đây là cái máy, anh em thấy không? Như một máy mới nha, không hề có một vết xước luôn, như một máy mới. Mình sẽ bán giá cực mềm cho anh em. Đó, anh em thấy không? Dán cực lực rồi, như một cái máy mới luôn. Nói chung là mua rồi mà không có xài, không có xài. Con này là A02S anh em. Đó, chức năng này, mẫu này mới ra nha. Đó, mới ra ha. Con này mình coi thử bộ nhớ nhiều cũng không rành mấy luôn. 32GB anh em, RAM 332, A0S 2S, màn hình 6.5 inch nha, RAM 332, pin con này là 5000. Máy thì như mới luôn, máy thì nói chung là như bóc hộp, chả khác tí nào. Để anh em giá 2650, một con duy nhất 2650. Đó, anh em nào cần thì kết nối liền nha, một cây duy nhất thôi, hộp thì hơi trải trải tí thôi, còn máy thì như máy mới, bao anh em luôn, 99.9 luôn. Tiếp theo là con A10S. A10S con này cũng thanh lý luôn này. A10S con này cũng ra 232 ha. Kéo cáp. Máy như mới luôn. Mấy con này thì bị cắn một xíu vậy thôi. Đó, bị anh em thấy không? Đó, còn như mới nha. Con này ra đi cho anh em A10S thì rẻ hơn, để anh em giá 2.2 triệu thôi. Con này 2.2 triệu nha. Như máy mới luôn, chỉ có một góc xíu thôi. Đó. Giá 2.2 triệu ha. Full box luôn. Tiếp theo cho anh em là một con cái dòng iPhone 5 SE, con này thì màu đen, máy đẹp ha, máy đẹp 98/99 nha. Đó, pin cao nha, pin trên 80 hết, 5 SE vẫn còn, anh em cần thì kết nối nha, máy rất là đẹp nha anh em. Đó, full vân tay vân chân quốc tế, anh em về tự đăng nhập tài khoản nha, tất cả máy bán ra đều không có đăng nhập tài khoản cho anh em trước, anh em về tự đăng nhập, tự tái đăng nhập vô xài nha. 32GB full quốc tế, con tay vân chân đầy đủ, chỉ việc bỏ sim là xài. Giá 1950 một cây nha anh em, 1950. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A6 Plus, màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3.5, màu đen, máy cũng nói chung là cực đẹp luôn, không có xấu xí gì mãi ha, quá đẹp ha. Đó, chức năng đầu này trơn tru luôn. A6 Plus máy không lỗi nha anh em, nói chung là máy không lỗi. Ok, RAM 4, bộ nhớ 32, A6+, con này ra đi cho anh em A6 Plus 2.5 triệu nha anh em, 2.5 triệu, có ốp lưng nha anh em luôn. Tiếp theo là Oppo A53, một con máy này có ốp lưng luôn, máy ngoại hình đẹp nha anh em, màn hình 6.5 inch nha, RAM 4, bộ nhớ 128GB nha, pin 5000, máy như clip mình quay luôn, kính là cực đẹp. Oppo A53 RAM 428, con này ra đi cho anh em giá 3.2 triệu nha, kèm sạc giăng kính nha anh em, 3.2 triệu, nói chung máy cũng rất là đẹp. Tiếp theo clip là con Realme 5 Pro. Đó, con này bằng 6.3, RAM 8, bộ nhớ 128 anh em, RAM 8GB luôn nha. Pin con này là 4035. Đó, máy nói chung là rất là đẹp, kính keng nha, màn ring, vỏ ring. Máy thì như clip mình quay, anh cứ coi kỹ clip trước khi đặt hàng nha. Nói chung là còn rất là đẹp, không có xấu gì hết anh em,
khá ok luôn. Đó. Em thấy máy đã màn sáng đẹp nha. Đó, wifi các kiểu. Realme 5 Pro. RAM 8 này anh em, ổ nhớ 128 xài. Nó dùng xài Vivo, con này xài Vivo. Đó. Một con duy nhất ha, rất đẹp. Giá 2 triệu 9 nha anh em. 2 triệu 9 ha. 6S một em 6S full 16GB. Đó, vỏ 6. Đó, vỏ 6 như clip con nào có sao thì nói vậy anh em. Anh em ưng cái ngoại hình nào thì chơi ngoại hình đấy ha. Máy nào nó có giá của nó hết. Con này test thử pin có cao không? 16GB nha anh em. Pin 100, pin này thay mới 100 nha anh em rồi. Full con tay, con chân đầy đủ. Nói chung là quá thế full. Con này để anh em giá 2 triệu mốt. 2 triệu mốt nha. Kèm sạc giá lực đầy đủ trước khi gửi máy cho anh em. Một con iPhone X. Máy nguyên zin. iPhone X máy nguyên zin. Đẹp 98. À, ngoại hình rất đẹp nha. Máy thì mình đã dán cái lực bên ngoài cho anh em rồi. 64GB full zin. Full zin quốc tế, 64GB bỏ SIM là xài cho anh em reset thoải mái. Anh em về tự đi nhập tài khoản nha. Còn mình thì không có đăng nhập. Đó. 64GB. Bàn tay vân chân full Face ID các kiểu ok hết nha. Đó, Face ID nói chung là ok hết. Đầy đủ, nói chung là không có lỗi phải gì hết ha. Bỏ SIM là xài thôi. iPhone X 64GB. Con này để anh em giá 7 triệu 7 nha. 7 triệu 7. Kèm sạc, dán cái lực cho anh em trước khi gửi máy ha. Đó, cực đẹp. Rồi, clip này cũng xin tạm dừng tại đây. Thằng ái chào cả nhà. À, hẹn anh em clip ngày mai nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà nha.